Thưa quý vị và các bạn, có một người thầy ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 19 năm qua, tình nguyện dạy học không lương và duy trì lớp học tình thương tại chùa Tứ Phước, với hy vọng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được biết chữ, được cấp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Câu chuyện đẹp và ý nghĩa của người thầy này sẽ được chúng tôi gửi đến trong chuyện tử tế ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Người thầy giáo đó là thầy Lê Văn Muốt, năm nay ngoài 60 tuổi, đã âm thầm tình nguyện gắn bó với lớp học tình thương ở chùa Tứ Phước, thành lập từ năm 2003. Chừng ấy thời gian, thầy Muốt tình nguyện đứng lớp dạy chữ, dạy toán, với đầy ắp tình yêu thương dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không thể đến trường. Thấy mấy em tội nghiệp quá nên phải ráng cố gắng. Mỗi buổi chiều tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thầy Muốt lại đến lớp học tình thương dạy cho khoảng 20 em từ 7 đến 12 tuổi. Mỗi em có một hoàn cảnh, đa phần gia đình là dân nhập cư, cuộc sống mưu sinh vất vả và cũng nhiều lý do mà các em không thể đến trường. Thấu hiểu điều đó, thầy Muốt đã tình nguyện đưa đò để các em đến bến bờ tri thức. Con năm nay 8 tuổi. Ngày hôm nay là thầy dạy con biết chữ với lại là học số. Con rất là thích học với thầy. Dạ, năm nay con 10 tuổi. Dạ, con nên con được học với thầy. Thầy dạy con tiếng Việt và toán. Năm nay con 11 tuổi. Dạ, con thích đi học. Tốt nghiệp trung học sư phạm năm 1986, 9 năm gắn bó với nghề dạy học. Năm 1995, do hoàn cảnh khó khăn, thầy Muốt xin nghỉ dạy để đi làm đủ nghề mưu sinh lo cho gia đình. Thế nhưng, tình yêu với học trò, với bục giảng đã giúp thầy 19 năm gắn bó với lớp học tình thương. Dẫu lớp học còn thiếu thốn đủ bề, không đủ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, nhưng điều đặc biệt hơn cả là dù nắng hay mưa, chẳng em nào chịu vắng học. Tôi cảm thấy là mừng con biết chữ. Cảm ơn thầy dạy con biết chữ, cảm ơn rất là nhiều. Hoàn cảnh thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà thầy cũng phải ráng tạo điều kiện gì. Vẫn duy trì, mình tạo điều kiện cho mấy em nó biết chữ là tôi vui rồi. Biết tính toán cộng trừ nhân chia. Ngần ấy năm đứng trên bục giảng ở lớp học tình thương, nhưng thầy Muốt vẫn chuẩn bị giáo án kỹ lưỡng, trau dồi kiến thức mỗi ngày lên lớp. Tình yêu với nghề dạy học và tình thương với học trò nghèo, thầy Lê Văn Muốt đã trao tri thức cho biết bao trẻ em nghèo hiếu học ở vùng quê. Chuyến đò nào, thầy Muốt cũng dành trọn sự tận tụy của mình để chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò đến với bến bờ tri thức.